Dân ơi, Dung chuẩn bị sẽ đứng ở chỗ này nhé, đứng ở chỗ này mà không học đứng ở đây để mà không bài hát, không bài hát ở đây, bài hát ở đây, người nhìn bài hát, bài hát. Coi như là nước hát. Được rồi. Bánh để xe bưng ra chứ, bánh để ta bưng ra chứ. Thậm chí không cần cái bàn nữa. Thậm chí không cần cái bàn dùng đến đấy. Để cho một lọ hoa lên đấy, để cho một lọ hoa lên đấy. Lấy cái lọ hoa nào. Alo, xin các anh chị ít phút yên lặng. Giờ này là phần chính thức của buổi giao tiệc ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau hát ca khúc truyền thống Hát Mừng Sinh Nhật. Bài này đã được chuyển thể sang tiếng Việt, có lời chạy trên và chủ yếu là các cháu thiếu nhi đã hát rồi. Chúng ta có thể hát theo, ai muốn hát tiếng Việt cũng được, hát theo tiếng Việt ở trên hoặc hát tiếng Anh thì tùy. Cái bài này giai điệu truyền thống chúng ta ai cũng thuộc cả. Mọi người chú ý nhé. Cho cuộc đời một chút tình rực rỡ, một đời em là đóa hoa, cuộc đời em là khúc ca, cuộc đời sẽ thêm tươi đẹp vì những khúc ca và đóa hoa. Happy birthday Dung Linh, còn một vài lời nữa. Một đóa hoa mừng ngày sinh, một khúc ca mừng ngày đã sinh cho cuộc đời hoa. Cuộc đời em là khúc ca, cuộc đời sẽ thêm tươi đẹp vì những khúc ca và đóa hoa. Chúc mừng sinh nhật Dung Linh, thêm một tuổi đời, thêm thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã đến dự dạ tiệc sinh nhật của Dung Linh ngày hôm nay. Chúc các anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Năm 60 hay sao mà làm vui vẻ thế. Nhưng mà trong suy nghĩ của Dung Linh là bắt đầu từ năm nay trở đi, năm nào mình cũng làm
làm một cái sinh nhật vui vẻ để mời tất cả anh chị em bạn bè đến đây chung vui cùng mình. Các bạn có đồng ý không ạ? Cuộc vui vẫn còn tiếp tục. Mong các bạn hãy vui hết mình. Vui hết mình, khi nào đói thì ta lại ăn và ta lại vui tiếp. Vui đến khi nào mà không vui được nữa thì thôi. Các bạn có đồng ý không ạ? Cảm ơn tất cả. Hôm nay Dung rất là cảm động. Cảm động rất nhiều là đã được tình yêu thương của tất cả anh chị em bạn bè đã đến đây để chung vui với mình. Cảm ơn ạ. Hôm nay thì cũng là một ngày sinh nhật rất vui của chị em. Em cũng chúc chị sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe, một cuộc sống thật là an lạc. Và hôm nay rất là vui vẻ, một đại gia đình đã đến đông vui để chúc mừng sinh nhật chị. Và tất cả mọi người mãi mãi chúc chị mạnh khỏe, vui vẻ. Cảm ơn em. Và qua đây cũng cảm ơn tất cả anh chị em bạn